nha anh em nha. Ai ghét ai thì có thể nói được một cách vui vẻ đúng không? Cho bà Phương nói, bà Phương ơi. Thật sự là hôm nay rất là vui, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Và thật sự mong là sau này 5 năm, 10 năm sau mình sẽ được gặp. Cái điều tên tôi muốn khiển trách là bạn Đức. Vâng. Đi chơi mà bạn Đức bạn ấy từ bỏ bạn lên Hải Phòng bạn con gái. Ôi. Mà anh em mình tổ chức cũng muộn chứ cũng không phải là sớm sủa gì đâu. Đúng rồi. Tầm 5 7 giờ. Em có ý kiến à? Đức béo tạm 9 giờ kém béo này. Em có ý kiến à? Em có ý kiến, gọi là vì đấy bữa bát canh chua anh em xưng nó thì cũng thua cái đấy rồi béo. Phát biểu ý kiến thì mình có một ý kiến là mình chưa ăn cơm hơi đói. Quán điếc thì là kia kìa. Có về mang cho chó ăn nhá. Có về mang cho chó. Thôi có ai muốn nói gì nói vào, bây giờ mình vào trải lòng cứ thành chuyện hái này là không được rồi. Mình trải lòng xích 100% thịt không. Hôm nay ai mà khóc được ấy là thưởng cho một bữa nữa, thì chưa? Bây giờ mọi người có gì muốn nói không? Có gì muốn trải lòng, muốn cảm ơn không? Ai khóc được tặng Đức béo nhá. Ai khóc được tặng Đức béo này. Thế bây giờ anh mình chơi đặt câu hỏi nhá. Chú đi em nhá. Chân chua đó. Chú chua đi em nhá. Quay được không? Bây giờ quay được không? Nhưng mà đi thì đừng có bắt là xuống tắm biển nhá. Em biết mày cũng phải tắm lại mà. Thôi được rồi, bây giờ đi này, đang đâu gọi đi mẹ đi. Bây giờ như này nhá, mọi người ở đây thì cũng là người cũ rồi, nhưng mà có ba bạn thì chuyển sang sau đó. Bây giờ hỏi từng bạn một cảm xúc với lớp mình như thế nào nhỉ? Bắt đầu từ bạn trước đi nhỉ? Nhìn cái mặt mà nói dối thì thôi nhá, tôi đi về luôn. Mặt mà nói dối tôi đi về luôn. Tôi chịu được. Bây giờ nói này, bạn ghét bạn nào ở trong lớp mình nhất thì nói. Mình ghét bạn Huy nhất. Hợp lý. Bạn Huy xí quá. Giới thiệu cho tất cả mọi người biết bạn Huy tên thật không phải là Hoàng Gia Huy mà là Tần Đồng Họa Sĩ nhá. Đến lớp mình thì mình cảm thấy lớp mình là một lớp rất là đoàn kết, mọi người rất là... Tôi không đoàn kết lắm mà. Người rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ. Mình rất yêu quý các bạn. Các bạn là những người làm nên kỷ niệm của 3 năm cấp 3 của mình. Thật sự các bạn rất là đáng quý. Bây giờ đến được bạn Bảo đúng không ạ? Tôi muốn nghe bạn Bảo phát biểu đúng không ạ? Bạn Bảo ạ. Bây giờ anh em mình vừa nêu cảm, bây giờ đến ai thì cũng nêu cảm nghĩ về lớp, ngồi có những lời chúc cho lớp, ngồi mong ra ngoài anh em như thế nào đúng không ạ? Ok, cho tôi Linh chúc không ạ? Nhân danh là thủ khoa chưa chính thức thì... Thủ khoa của anh rồi! Anh em là... Bạn đã khoe tôi thủ khoa không? Ok, tôi là thủ khoa! Tôi sẽ phát vía cho các bạn là mong các bạn đều được trên 8 môn toán này. Mà tốt nhất là các bạn phải trên 9 nhá. Đấy. Còn môn lý thì các bạn học hỏi Đức béo là được. Mình cứ đợi 9,5 là được rồi. Chúc các bạn nói chung là không quan trọng gì lắm. Mấy ông thích và thích vào ngành nào nguyện vọng một là đỗ kết được chưa? Đúng rồi. Chúc các bạn đạt được ước mơ của mình. 5 điểm 3 môn mà đỗ được vào đại học cũng được. Hay đấy. tiếp đến bạn Hà Béo đi nào.
Không. Không. Riêng mồm của Hà Béo tôi nghĩ không cần phải đưa mic là đủ to rồi. Này 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 này, không có đùa cọt tới nhá. Nghiêm túc không? Không nói được đi về mới đâu. Không nói được gì, không nói được gì cho đi về nhá. Vui. Vui. Vui gì bạn ơi? Luôn vui tươi. Mọi người nghe câu thơ về Phạm Hùng. Rồi anh bạn ơi. Có điều muốn nói nhá, tôi thay mặt và bỏ tôi nói. Lớp mình. Ôi ơi. Thôi đến được Giang Quế đi, Giang Quế ra, Giang Quế. Đưa mấy cái. Lô. Trước khi tôi nói thì tôi nghĩ là Mai Thành Quyết đến nói trước. Nhưng mà không biết phóng hỏi đâu. Và sang đây thì thấy mọi người có những cái niềm vui mà nó khác biệt. Và rất là vui, rất là tình cảm. Rất là tình cảm. Ông bạn ơi, sang đây bạn có một niềm vui mới kìa. Niềm vui một cách khác biệt. Mong lớp mình luôn đoàn kết và sau này vẫn phải gặp nhau tung tủng hơn thế này. Chúc đi. Em mở nhạc kiểu lo-fi chill mà nó bé bé kiểu nó du dương được không? Alo. Bạn nào đấy bạn làm phát biểu nha. Phát biểu đi. Bảo. Tôi muốn nghe Bảo phát biểu không mà. Theo một vòng nhá. Bây giờ là bắt đầu tính từ Đặng Dũng đi. Tôi thấy Đặng Dũng là lớp mình cũng không phải là quý bạn lắm nhưng mà Đặng có thể. Đến. Nhưng mà dần dần đến gần cuối thì bọn tôi càng quý bạn hơn đúng không nhỉ? Bạn cũng hiểu đúng không? Bạn từ lúc bạn ngồi với tôi là bạn hiểu cái điều đó đúng không? Bây giờ tôi đề nghị là chơi theo chiều kim đồng hồ nhá. Ok, từ Đặng Dũng đi. Chiều ngược kim đồng hồ nhá. Nói lại. Ngược. Đã năm cấp vàng nó hạnh phúc hơn hẳn của năm cấp 2 của mình. Nói đồ này bạn ơi. Dung bi, nói lại từ đầu, bạn nói lại từ đầu, bạn nói to hơn. Để Dung bi nói nào, nghe Dung bi đi. Tôi chỉ muốn nhận được điều là tại năm cấp 2 này, tại năm cấp 3 này mình rất là hạnh phúc. Thường thì mình không thế này đâu, mình buồn hơn thế này nhiều lắm. Mình không nhiều bạn từ hồi còn bé đến giờ, mà dù có bạn thì họ cũng rời đi sớm. Thì lên cấp 3 thì nhờ các bạn mà mình muốn nắm không được cười trên môi. Thì mình không khóc nhớ hồi trước nữa. Trừ trường hợp lớp 10 ra thì không nói. Thôi ok, cảm ơn. Tôi hiểu bạn ý bạn rồi. Ý là bạn có những người bạn mới hơn đúng không nhỉ? Thôi đến để Bảo đi, Bảo ơi. Nói đi. Không cần nhanh đâu. Mình tàn lửa thì tàn lửa cũng được mà. Tàn lửa mình cũng còn lửa trong tim mà đúng không? Bảo nói đi Bảo ơi. Cái chỉ là phát biểu thôi. Ba lần nữa nhá, lần thứ ba nhá. Xin lỗi. Xin lỗi người anh yêu mà. Nói gì là... Bạn nghĩ gì về lớp mà? Có cái gì đặc biệt không? Lớp gì nói chung là từ lớp 10 đã thấy là đã hơn mấy năm cấp 2 rồi. Ở đây sống tình cảm hơn. Nó đoàn kết, nó không bị tiêu cực.
Đây là... Nói đi bạn ơi. Không sao. Những cái đó bẩn bẩn một tí mình đã nghe được. Bây giờ nói bảo nói là bây giờ bảo đã thích bạn nào gì bà luôn rồi. Ra đi. Bây giờ bây giờ nói cái gì nhỉ? Bây giờ là bày tỏ cảm xúc về lớp thì trong quốc ca Liên Xô lời tiếng Anh thì nó có cái câu là muôn năm tình bạn đã qua thử lửa của ta. Còn mình rất là nhiều kỷ niệm. Còn nói chung là tình cảm thì nó dao động điều hòa thì lúc này nó khác thì biết sao được. Rồi thì cũng rất là cảm ơn các bạn. Thì mình chúc là các lời chúc của các bạn thành sự thật. Cảm ơn nhá. Đến bà Trang à. Cảm ơn hạt béo nhá, cảm ơn hạt béo. Ai cũng biết điều đó. Cảm ơn các bạn trong 3 năm, các bạn của tôi, các bạn đã mang lại cho tôi những kỷ niệm rất là đẹp. Quá tệ. Ít nào được không? Cảm ơn. Quá tệ. Thôi đến phương. Thật sự thì 3 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng mà nó cũng thật sự là không ngắn. Thì 3 năm vừa qua thì mình có những kỷ niệm với nhau đúng không? Vui có, buồn có. Thật sự nhiều lúc tao cũng rất là cáu với chúng mày. Vì những cái lần, đặc biệt là những cái lần mà nhắn tin không rep thật sự rất là bất lực. Không yêu một chút nào, nói chuyện trong nhóm như một con tự kỷ ấy. Và thật sự là tôi mong những điều đó sẽ không xảy ra khi mà chúng ta ra trường. Tôi sẽ không phải nói chuyện với mình như vậy nữa. Thật sự lúc bây giờ tôi cảm thấy rất là bất lực ấy, rất buồn với các bạn luôn. Nhưng mà thật sự thì tôi cũng cảm ơn các bạn. Vì khoảng thời gian qua các bạn đã ở bên cạnh cho tôi những tình cảm tốt đẹp của tuổi học trò. Và tôi cũng chúc các bạn những ước mơ, những nguyện vọng của các bạn sẽ thành sự thật. Và mong 5 năm, 10 năm hay 30 năm nữa chúng ta ra trường thì vẫn sẽ có những khoảnh khắc đẹp như thế này, vẫn có những buổi ngồi tụ tập như thế này, có thể là không đầy đủ. Nhưng những con mặt ở đây thì thật sự mong là sẽ có tất cả chúng ta ở đây, có thanh xuân của chúng ta ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cao ơi, Cao ơi. Ôi trời ơi. Từ nãy đến giờ thì các bạn nói tốt về lớp hơi nhiều, về tôi nói xấu. Lớp mình thì không học giỏi như là các lớp khác, như các khóa trước. Ừ, thì là các A1 khác. À, lớp mình thì... Lớp mình thì nói về đoàn kết thì tôi nghĩ nó không đoàn kết lắm. Bởi vì không phải là trong lớp mà nó cãi nhau hay là gì, nhưng mà trong lớp thì các bạn không có sự liên kết với nhau. Và nhiều lúc thì đấy, trong tin nhắn nhóm lớp với các bạn chỉ xin mà các bạn không đem dép. Đấy là sự không đoàn kết. Tôi cũng không thích điều đấy. Tôi nghĩ là các bạn cần năng nổ hơn, bởi vì có thể là sau này ra trường rồi chúng ta không gặp nhau nữa, chúng ta có công việc riêng, có cuộc đời riêng của mình. Nhưng mà các bạn cũng nên dành cho tuổi thanh xuân của chúng ta một chút gì đó, đặc biệt là những cái lần họp lớp. Tôi hy vọng là các bạn có thể tham gia được đầy đủ các buổi họp lớp. Sau này thì các bạn, tôi không cần các bạn phải giàu sang và không cần các bạn phải có đạt được những ước mơ của mình. Nhưng mà tôi vẫn mong là các bạn có thể gần tới ước mơ của mình nhất. Và sau này gặp nhau thì các bạn cũng không cần phải giàu sang, tôi chỉ cần chúng ta có mặt ở cùng với nhau là được. Cảm ơn các bạn vì đã ở cùng với tôi. Alo. Trời ơi. Không. Tao nhất định.
Thảo nói gì? Thật ra thì đấy là à, ngồi đâu nghĩ văn để chúc mọi người, nhưng mà đấy là mọi người chúc nhiều quá rồi. Từ lúc lên cấp 3 thì tại vì tớ là ở Bàng Na nên là khác với mọi người ở Đồ Sơn nên là lên đây cảm thấy rất là tự ti á. Bàng Na phú mà bạn. Phú đầy bờ. Nhưng mà khi mà lên đây thì tớ thấy các bạn rất là thân thiện và tớ cảm thấy như là lớp mình là một cái lớp rất là đoàn kết và mọi người luôn luôn giúp đỡ nhau, đôi khi có một chút cãi nhau thôi nhưng mà cãi nhau về toán đấy ạ. Thì nhưng mà chính những cái đấy mới là kỷ niệm tốt đẹp. Thì dù sao thì tớ cũng chúc mọi người đạt được ước mơ của mình trong tương lai và sẽ thành những tỷ phú ạ. Nhớ nha. Ok bạn nhá, tôi vẫn nhớ bữa nhậu nhà bạn nhá Thảo nhá. Lần đầu say xỉ Thảo ạ. Đúng rồi, bạn phải nói bạn ở biệt phủ ở Bàng La chứ. Bạn sau đi, bạn sau đi ạ. Alo. Ơ, bộ tôi nghe rõ, bộ tôi nghe rõ bạn này, bộ tôi nghe rõ. Thực sự thì giỏi văn cũng không thể nào mà nghĩ ra nổi tất cả những cái từ ngữ nào có thể tả được cái cảm giác, cái cảm xúc nó. Đúng giỏi văn đấy bạn ạ. Đúng là giỏi văn đấy. Thực sự thì hồi cấp 2 của tớ nó cũng không quá vui vẻ. Tớ khác. Không, nhưng mà hồi cấp 2 nó rất là khác. Nhưng mà lên cấp 3 tớ cũng sợ là tớ sẽ bị lở loi. Nhưng mà như kiểu là các cậu xuất hiện như một điều kỳ diệu để tạo nên cái niềm vui rất là lớn trong cái khoảng thời gian học cấp 3 của tớ. Thế nên là cảm ơn các bạn nói chung và đặc biệt riêng là cảm ơn bạn Ngô Phương Thảo và bạn là Thanh Xuân, mặc dù bạn không ở đây. Bạn Hoàng Thị A Chi mà mình không muốn nâng lên phòng tu linh đâu. Nói chung là tôi cũng rất là mong các bạn khi mà ra ngoài cuộc đời thì các cậu sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, bởi vì tôi tin là các cậu xứng đáng nhận được những điều như thế. Cảm ơn các cậu. Cảm ơn bạn nhá. Tu Linh có muốn nói nick nữa không nhỉ? Tao ghét thằng Huy. Tôi sẽ còn nói lời khen. Thì đầu tiên là mình muốn cảm ơn vì có lớp 12A1 đã luôn giúp mình luôn giữ được nụ cười trên môi. Và đối với mình thì ba năm cấp ba này là đã là đủ để cho mình cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi là một phần của mình. Và mình xin chúc các bạn sắp tới bước vào kỳ thi thì sẽ tự tin và cố gắng hoàn thành được những mục tiêu mà mình đã đề ra, và chúc các bạn sau này thành công và mình hạnh phúc vì đã rơi được vào lớp mình. Còn tôi thì tôi mong một bạn mãi mãi luôn giữ nụ cười trên môi nhá, đúng là Dũng Sờ Mai nhá. Còn tôi sẽ nhớ mãi cái tên này ấy. Thì mình nhớ mấy lúc mà các bạn gạ được thầy cô để cho nghỉ học luôn ấy, để mãi trưởng. Các bạn nghỉ học các rồi chơi các thứ rồi mà mấy đứa học giỏi mãi trưởng. Mấy em ở khác không? Mấy AMH không có chơi đâu. Các bạn chơi bạn vẫn giỏi, bạn đỉnh hơn họ rồi. Đừng có nói bạn là A1 lớp mình là ngu nhất các A1 từ trước giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đấy. Mời giờ, mời giờ. Alo. Trước hết là xin cảm ơn các bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nhất là bạn biết tâm bằng biết cái. Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt ấy. Mới đầu vào lớp 10 mới đầu vào lớp 10 thì không ai đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Thì tớ cũng chúc các bạn là
trước tiên là diễn đỗ hết nguyện vọng và tìm được hạnh phúc của đời mình. Ngồi giữa cái khung trời hoa mộng này, biển như này. Chúc mọi người sẽ thành công trong cuộc sống của mình và sẽ luôn luôn hạnh phúc sau này đầy đủ hơn như thế này. Không thơm, tí về chúc ký được thơm. Hôn nhau đi. Thứ sáu sẽ nhận Hà Vi mọi người nhá. Yêu cầu bạn dân quý là thơm ngay không để tí nó thối nhá. Thơm ngay không cần khác hôn ngay bây giờ nhá. Dịch vụ này chỉ có ngay tại bên mai thôi nhá. Đúng rồi. Xanh đây không tí nó thối. Hôn một bé rồi. Hôn một bé. Anh Xuân mà. Không mà thằng khác hôn nhá. Dịch vụ chỉ có một lần thôi. Không để tí tao hôn, đừng có lúc bé nó thối. Không thì vừa nói thế thôi chứ. Thật sự luôn là. Thôi tí ra để bọn nó kín kín rồi bọn nó thơm hay thối thì kệ bọn nó. Nói chung là cái lúc mà mình thi vòng 10 thì mình cũng không nghĩ mình vào A1. Cho đến lúc mà mình đi nhận danh sách lớp thì mình 6 lớp. Từ C2 tới C7 thì không có về tên mình. Thế là lúc mình mà mới nhìn vào thì thấy tên mình ở C1 thì cũng chỉ có 3 đứa hợp đức. Mà 3 đứa hợp đức thì 2 đứa kia mình cũng không chơi cùng. Thực sự lúc ấy mình nghĩ là mình vào lúc này mình sẽ bị trầm cảm hoặc là bị nẻ noi nào đó, hoặc là bị các bạn bắt nạt. Ví dụ như thằng ghẻ tưởng lớp 12 học bước lại. Thật sự nhìn thằng ghẻ như kiểu đầu gấu nó học đúc lại. Không dám ho he gì. Xong rồi ngồi cạnh Dũng Bi thì tưởng đem một người bạn tri kỷ nhưng không. Thật sự luôn, nói này nó thật. Thật sự luôn là hồi ấy tớ ghét bạn. Nhưng bây giờ mình tớ không ngồi gần bạn nên tớ không ghét bạn nữa. Thật sự luôn lúc đấy là mình đang ngủ thì nó hát. Mà mình học thì mình nó nói nhiều. Thế mình cũng chả học được. Lúc mình nghe nhè thì nó không nghe thấy. Nhưng mà nói chung là 3 năm vừa qua thì các bạn cho mình rất nhiều cảm xúc. Thật sự từ cái lúc mà có bị gãy chân, đi lên cầu thang phải có mẹ đến, cho đến lúc cắm trại thì chạy vòng quanh đám lửa chứ mà có mấy thằng nó bóp vú mấy chị 12 không ai biết. Xong rồi đến lúc mà mạnh được mấy nhát rồi. đến lúc mà nghỉ dịch thì cũng không biết dạy muộn bao nhiêu lần, thế là chơi game trong giờ bao nhiêu cái, thế là từ đấy mình nghiện. Mình chơi giải trí thôi nhưng mà bạn Đức Béo bạn ấy cứ rủ mình là nghiện. Thật sự luôn là nên cấp 2 thì mình nghĩ những người bạn cấp 2 của mình, cái lúc mà mình nhận lớp mình không có ai học cùng thì mình cũng hơi buồn, sợ là mình bị nhẹ noi. Nhưng mà đến khi có bạn Tiểu Phương nôi vào nhóm thì lúc ấy mình rất là vui. Rất cảm ơn bạn nào cho vào nhóm đá bóng ấy nhỉ. Đấy, còn xong rồi các bạn nên kèo đá bóng thì lúc ấy bạn cho mình vào nhóm thì mình cũng rất là vui luôn. Mặc dù là giải không đi đến đâu nhưng mà đấy là công sức của cả đội rồi. 3 năm cấp 3 có nhau cái kỷ niệm ấy là quá là vui. Thật sự luôn mình cũng không nghĩ đến bao giờ mình có thể là có một cái kỷ niệm như này đó. Nay mai mình có trồng được bao nhiêu cây cỏ thì không ai hút tay. hút thì lúc ấy hút thì cũng chỉ hút một mình thôi, phê một mình thôi. Nên là những cái kỷ niệm cuối cùng này thật sự mình
lưu giữ ở trong tim mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Mày đúng không? Cảm ơn bạn Mạnh nhá. Đi mẹ tình yêu của tôi nhá. Từ lúc mà thi vào lớp 10 ấy, thì mình vào biết mình vào lớp này, mình cũng không nghĩ là mình có thể hòa nhập tốt với lớp mình được. Nhưng mà từ lúc đi thi mình gặp được Mạnh Xuân ấy, thì từ đấy mình mới kiểu mới có thể gọi là có người để nói chuyện trong lớp, và từ đó thì mới có thể hòa nhập tốt hơn với lớp mình. Nhất là mình cảm ơn Giao Huy, bởi vì là Giao Huy đã giúp mình giúp mình không giúp mình tiếp tục cái đam mê đá bóng của mình. Mình không nghĩ là lên cấp 3 mình có thể vào một đội và đá bóng cùng với anh em. Ủa mình Bùi nói nốt được không các bạn ạ? Hay là để tiếng nói nốt nhá. Còn các bạn thì mình không nghĩ là mình có một cái đội chơi nó tuyệt vời như là 3 năm cấp 3 vừa rồi. Và mình cũng 3 năm cấp 3 này mình cũng đã gọi là tìm được tình yêu của mình. Ôi, của Nhân đó mà. Tình yêu nó là một thứ tình cảm. Thế các bạn chưa nghe câu là người yêu cũ là đồ con chó à? Người yêu cũ là 200k. Cuối cùng thì cảm ơn tất cả mọi người đã đem cho mình những cái cảm xúc thực sự là cấp 2 mình không bao giờ có. Ôi, cuối cùng thì chúc tất cả mọi người là sẽ thành công trong con đường mà mình đã chọn. Bất kể là tiếp là có đi đâu thì sẽ luôn luôn nhớ về 3 năm cấp 3 tuyệt vời này. Ok, đoàn văn hậu nhá. Văn mẫu à? 1.000 bài văn mẫu phát biểu khi trên đây. Mai Hương. Mình muốn nói là mình cảm thấy thật sự là tự hào khi mình học lớp 12A1. Thì lúc mình lên 10 thì mình nghĩ là lớp mình chỉ học thôi và không chơi bời như thế này. Nhưng mà thực sự hôm nay mình rất là vui. Thôi để cho nó nói đi nào. Nó khóc rồi. Thôi để tao nói rồi. Cặp đôi cái. Cái người có đèn sóc kia nè. Cụ quần đây đi. Ôi trời. Đang nhận nhau. Chỉ còn một tháng nữa thôi thì chúng mình sẽ đi tốt nghiệp, và mình mong là các bạn cho dù có mục đích của mình thì trong lớp thì các bạn cũng hãy cố gắng, tại vì thầy Quyết cũng đã rất là tâm huyết với lớp mình, tại vì thầy chủ nhiệm lớp đầu nên là cái áp lực của thầy cũng rất là lớn, thế nên là mong các bạn cũng có ý thức hơn trong nề nếp với học tập. Và nói chung cuối cùng thì mình mong là các bạn nam sẽ trở thành đại gia và các bạn nữ sẽ cưới được đại gia. Alo. Ê, mọi người ơi, thực sự là mình cũng đéo nghĩ là 3 năm cấp 3 của mình nó lại đẹp quá lồn như thế này. Mình cũng đéo nghĩ là nó trôi nhanh như thế. Đã khoảng một thời gian dài anh em mình học online với nhau rồi. Thực sự thì bổ sung cho ý kiến của bạn Hoang,
tôi chắc là Loan là lớp mình siêu với nhờ đúng không? Không phải, vì các lớp A1 trước các bạn xem là có lớp nào kiểu chơi bời vãi lồn nhưng mà nhiều giải đấy không? Em có giải quốc gia thì nó gọi là A1 chính các bạn. Lồn bé thôi, lồn bé đấy. Thật sự thì lớp mình được như thế là nó không phải là do trình độ cá nhân, mẹ nó là do con người. Thực ra là lớp mình là kiểu không phải là không có chi chóe nhau mà lớp nào cũng chi chóe nhau. Ê, nhưng mình với thằng Zombie là chi chóe nhau suốt ngày ấy, đúng rồi. Nhưng mà thực sự là khi lúc mà cần cả lớp ấy, như kiểu chơi team building chẳng hạn là mình khác với các lớp khác là mình xuống cả. Không có những lớp nào như thế cả. Có những cái lớp mà kiểu có những cái đứa mà nó ngại ngại, chúng nó không dám xuống ấy, chúng nó ngại mưa ấy. Nhưng mà vấn đề là lớp mình xuống cả thì vấn đề là công hiến như thế là không phải lớp nào cũng làm được. Thực sự thì 2-5 năm đây thì lớp mình ấy kiểu sẽ có rất nhiều người đi nước ngoài rất lâu nữa mình mới có thể ngồi lại với nhau như này. Thì mình yêu các bạn rất là nhiều. Các bạn đã từ năm lớp 10 mình vào cái trường này, xong rồi mình vẫn xưng hô là cậu tớ, xong rồi bây giờ mọi người biến mình thành một thằng mồm bẩn suốt ngày mà mồm ra là văn tục. Mình hạnh phúc khi được ngồi vào cái lớp này. Mình yêu các bạn rất nhiều. I love you guys, I am one. Thank you very much. Như mọi người thì mình cũng xin được cảm ơn. Cảm ơn trước nhất là cảm ơn cả lớp. Từ trước đến giờ thì mình định nhận xét mình nó không thực sự là thú vị cho mọi người. Nhận xét mình hơi kém. Nhưng mà mình và lớp và các bạn chơi cùng cũng hòa đồng, mình thấy vui. Mọi người thì thực sự là nhiều lúc làm những cái trò nó không công minh lắm thì mọi người cũng không để ý. Nên là mình cảm ơn cả lớp là dựa cho mình 3 năm nhanh ngắn nhưng mà nhiều cảm xúc, nhiều niềm vui. Cảm ơn mọi người. Và mình cũng muốn cảm ơn là nhóm 3 người là Bảo, Phúc với Dũng Nhỏ. Mình mọi người thực sự là đều rất là giỏi và mình nghĩ là mình đấy không. Thế thì cái này phải nói riêng với Ho rồi. Ho, mày lần sau mày đi đúng giờ, tao rất quý mày. Mày không, xin lỗi nhá, không có tình yêu đủ tính ở đây. À không, tháng này là tháng tự hào nhưng mà mình không phải là người trong đấy, mình không tự hào. À, lúc mình có muốn tự hào thì về nhà nhá, ở đây đang chảy lòng. Đông cũng bảo là thằng ngon là tao không nghĩ là từ gấp hai, tao không nghĩ là tao chơi với mày đâu. Kiểu mày chơi với gấp hai. Tôi tập trung vào gì là Hong là người chơi được rất là đáng quý. Có một cái đi thẳng vào hơi khốn nạn, nó hay bùng kèo với delay. Hẹn 4:30 nhưng mà 5 giờ chơi đâu. Thế thôi. À, cảm ơn nữa là bạn Quốc Dũng nhá. Từ tiểu học đến giờ chơi với nhau mười mấy năm. Thế mà bạn không chán. Tao cứ sợ là tao chán quá. Thế là bạn bè không bền. Chơi qua đường chơi vui vui nhưng mà chơi với bạn 12 năm. Nhưng mà xin lỗi là dạo này vừa ít đọc nên một từ nó hơi nghèo này. Nhưng mà tôi nói chung là cảm ơn các bạn. Còn đây chúc thì là cũng giống các bạn thôi. Các bạn thành công, mạnh khỏe, may mắn. Vậy được, cảm ơn. Thơm đi không cuối nhá. Mình là may mắn từ cấp 2 đến giờ là đi đâu cũng là lớp trưởng. Thế nên là đi cấp 3 mà cũng may thì làm được lớp trưởng ở cái lớp này. Nhưng mà cái lúc mà nhìn vào cái danh sách lớp thì nhìn là xác định là
thấy cái lớp mày là không vui rồi, thề. Tự nhiên cảm thấy nó chán và cảm thấy cái kiểu cấp 2 của mình nó nhiều cái... Nó vui lắm ấy, nhưng mà đến lúc mà ra trường thì mới biết là kiểu... Cái lúc mà mình vui ở cái lúc học đang học với người ta, nhưng mà đến lúc mà sau khi mà mình đi rồi ấy thì người ta cũng chả coi mình là cái gì cả, kiểu... Nó không phải là không coi mình là cái gì mà kiểu nó không còn nói chuyện với nhau ấy. Như kiểu lớp mình bây giờ đang như thế này thì là vui, nhưng mà mong là kiểu tầm 1-2 năm sau mà nói lại thì chả có ai nhớ đến anh em mà như nào, mà nhớ thì có khi cũng kiểu không quan trọng, kiểu không làm cái gì ở trong trí nhớ mà không tôn trọng nhau mà để đi ấy. Kiểu có thể đi được nhưng mà sẽ tìm cách trốn ấy, nên là mình mong là cái đấy nó không xảy ra như một lần ở từ cấp 2. Thì vào lớp 10 thì lớp mình là cái lớp mà nó có 3 thầy cô giáo chủ nhiệm rồi. Nó kiểu, nó như kiểu tiếp thu văn hóa được của cả 3 người ấy. Kiểu mỗi người thế này thế nọ, nhưng mà... Đúng rồi, nhưng mà đặc biệt nhất thì đúng là thầy Quyết rồi thôi. Thì làm mày học thì thề. Học thì nó đéo phải là nó giỏi cái gì, giỏi thì cũng chỉ ở mức một vài người thôi. Nhưng mà cái kiểu tài lẻ thì nhiều. Tài ăn chơi, tài edit, tài chụp ảnh thì thôi rồi. Chùm. Tài chơi game á, đúng rồi. Chả có cái lớp đéo là chơi game như lớp mình cả. Đế thích. Là học, học nghĩ lại công nhận bây giờ gần thi rồi vẫn còn chơi game được. Nên là mong anh em là chơi thì chơi, nhưng mà kiểu phải đạt được như kiểu tôi là tôi xong con mẹo rồi ấy, nên là tôi chơi. Còn các ông bạn nào chưa xong thì cố mà học, thề. Học xong rồi chơi thoải mái, như tôi xong rồi nên tôi sĩ tôi chơi thôi. Thế là, nhưng mà mọi người phải biết xác định mục tiêu ngay từ bây giờ này. Đúng rồi. Ở trên bàn 2 quay xuống. Nhưng mà cuối cùng thì mong là tất cả ở đây không học đại học hay đi nước ngoài hay đi đâu thì kiểu thành công. Con gái thì nhớ lấy được chồng tốt, còn con trai thì phải trở nên thật là thành công. Kiểu không được, con trai thì không được có bất trí. Con trai mà không có ý chí thì không phải đàn ông rồi. Mong anh em để giữ điều đấy. Con trai không được sĩ. À, thật ra thì tôi biết là các bạn mong chờ tôi nói từ rất lâu rồi. Thì kiểu từ hồi cấp 2 thì kiểu tôi thấy hồi cấp 2 nó vui với tình cảm. Tôi không nghĩ là hồi cấp 3 nó còn vui với tình cảm với cấp 2 như thế này cả. Xong rồi thì tôi biết là cái sự tập luyện thì cũng chỉ có tôi thôi. Thì thực sự là tôi có vài góp ý cho mấy bạn ngồi gần như là Tiểu Phương. Là đang học thì ngủ đúng giữa chân không nhìn bên bạn được. Tôi chỉ biết ít bạn to quá tôi đéo được chung được. Thật sự thì có cái góp ý, một vài góp ý vui ôi chứ à, cũng nhưng mà có bị to thật không? Trả lời ít có to không? Trả lời. Có hay không? Có hay không? Có. Lấy hôn nó bảo là Tiểu Phương ngoan vãi luôn. À, thật sự là cuối cùng thì... Thật sự là cuối cùng thì cũng chúc tất cả các bạn là khi đi thi thì tự tin để làm được bài, cố gắng là đỗ nguyện vòng 1. Và có thể là mai sau thì tôi mong ai con trai ai cũng có thể thành công như tôi. Con gái thì lấy được chồng giàu hoặc là có một sự nghiệp lớn. Thế rồi ạ. Đừng lấy cảm xúc. Mình khá là kém nếu mà nói về phương diện là nói chuyện thì chắc chắn là không thể bằng Huy bằng Hùng, thì cái độ móng của Huy Hùng luôn là số 1. Thì khi mà mới bước vào cấp 3 thì lớp mình khi mà nhìn thấy các lớp lúc là mình còn béo đi xem thấy các lớp thế là mình đi xem các lớp mình thấy được chỉ có mỗi 7 người là người học hải. Xong rồi mình đi học mình gặp một chiếc loa phát thanh có một cái đầu màu vàng, mình thấy là có điểm.
Thấy rất là nguy hiểm về cái tương lai 3 năm sắp tới. Nhưng mà không, chính cái người có mái tóc vàng và một ra phát thanh chả người mang lại những cuộc vui vẻ 3 năm các bạn. Người thứ nhất là Tiểu Phương, người thứ hai chắc chắn là một thằng ngu có đeo đôi kính cận. Chính thằng ngu đã dắt mình vào con đường đá bóng và diễn cho mình trở thành một siêu tiền đẹp. Người mày rũi tài năng mà. Với lời cuối cùng thì cũng chỉ xin là chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Mình nói kém. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Romelu Lukaku. Văn Phong Tham. Chả biết nói gì đó thì từ bé giờ mình là một đứa nhây rồi, mong các bạn thông cảm. Thì tóm lại thì cảm ơn các bạn đã là một phần thanh xuân của tôi. Chúc các bạn luôn luôn giữ ngọn lửa thanh xuân cháy hết mình trong người. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống trong tương lai. Chúc bạn đỗ nguyện vọng 1. Các bạn lên khỏi nhập xong xe 50% Alo. Anh em biết không nhờ? Lời đầu tiên muốn nói là mình yêu quý lớp mình nha. Mong anh em nghe trôi con loài nhá. Lớp mình như con kẹt thôi vậy. Tôi sẽ mãi gắn liền với tôi. Nó luôn luôn gắn liền với Phạm Hòa nhá. Thế luôn. Thịnh là người đấy, là Tiên Dương quay từ lúc mình ăn cái gì là chắc cái máy chắc chắn hay. Sao đâu chú Thịnh Suy. Thịnh Tiến Sĩ. Bố mày là tựa. Không trả lời được. Senpai. Cảm ơn các bạn đồng hành của mình dưới 3 năm là niềm vui và hạnh phúc. Mày mong mày không trả lời được các bạn ơi vì cái nụ cười này không phải là đang dần được vậy ạ. Hay đó. Dạ, thì bạn không cần nghe Hà Béo phát biểu nhé. Anh em tắt đích.